mà cười, ăn xong bị lười đây. Đám cưới chuột có gì bí ẩn? Một lá bài bình thường nhưng lại gây ám ảnh, có thể khiến cả triệu người lao đao. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải khám phá ngay thôi. Đối với team Mê Phô Mai, chắc chắn là chẳng xa lạ gì với logo con bò đeo đôi bông tai này rồi. Miệng thì cứ suốt ngày nhe nhởn với hàm răng trắng xinh xắn này rồi đúng không nào? Nhưng ăn mòn hết cả răng rồi, chưa chắc bạn đã biết bí mật này đâu nhé. Con bò trên hộp phô mai con bò cười có gì bí ẩn đấy? Con bò bị ám hay con bò đó bị bệnh? Ồ, chỉ là thử thách sự suy đoán của bạn một chút thôi, không phải hai đáp án vậy đâu nha, mà là một đáp án khác còn bùng nổ hơn. Chỉ cần để ý kỹ một chút, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra. Trên bao bì là con bò đang cười, trên tay nó lại đeo hai cái khuyên hộp phô mai. Trên cái khuyên ấy lại có hình con bò đang cười và con bò ấy nó lại đeo cái khuyên tai có hình con bò cười. Đấy, túm lại là có bao nhiêu con bò cười ở đây nhỉ? Mình thấy nhức cái đầu quá rồi đó. Thứ hai là một sự thật đáng sợ về một nhân vật thần bí thường xuất hiện với thân hình cao lớn, luôn khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Nhưng đừng nhìn vào mặt người này nhé, bởi vì mặt người này nhìn sẽ bị giật mình đấy. Là một khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng, không có đủ bộ phận mắt mũi miệng như người bình thường. Đã thế, theo truyền thuyết kể lại, hắn ta rất hay bắt cóc trẻ em. Kể đến đây thì bạn có hình dung ra đó là nhân vật nào không nhỉ? Slenderman, SCP-049 hay SCP-035? Hội những người đam mê truyền thuyết bí ẩn thì không thể nào không biết đến đó là Slenderman. Yêu ơi, tuy hắn được sinh ra từ một cuộc thi Photoshop thôi, nhưng nhanh trí biết thừa có đầy bạn sợ hắn đúng không nào? Tuy hắn không có thật ngoài đời, nhưng nhìn vẻ ngoài hầm hố, ẩn sau bộ trang phục lịch lãm ấy, ai mà chẳng sợ. Cơ mà không biết rằng khi Slenderman bắt cóc trẻ em về thì để làm gì nhỉ? Để nuôi nấng làm đồ đệ, làm mồi nhắm hay làm tay sai nhỉ? Trong tương lai, ai mà sáng tạo ra thêm thế lực công lý nào để tiêu diệt được con Slenderman thì tốt biết mấy. Run. Tiếp theo sẽ là một điều mà hội những người thích vẽ bậy sẽ mê như điếu đổ đấy. Vẽ bậy trong sách là một nghệ thuật, còn người vẽ bậy là một nghệ sĩ các ông ơi. Nghệ sĩ này không ăn rau bí mà rất lý trí vì xem nhanh trí đó nha. Hi hi. Ôi xôi, Newton phiên bản nữ nhân nóng bỏng đây ư? Này, có khi ngày ấy mà còn sống cũng phải chào thua trước bức hình này ấy chứ. Còn cô bé bán diêm ngày ấy trong sách của ông nào đây hả? Này đã hóa thành phiên bản chất chơi người rơi như thế này sao? Thật là quái cật trưởng. Và chuyện sẽ không có gì khi có một bạn trong tiết lịch sử đã lấy sách lịch sử và vẽ bậy một vị lãnh tụ nước ngoài. Cô giáo đã bắt gặp và cái kết thật đắng ngắt. Thôi xong, ông ơi, cô giáo sẽ phạt bạn ấy như thế nào đây? Đứng lên cột cờ, viết bản kiểm điểm hay đuổi học luôn? Xin chia buồn với bạn học sinh này nhé. Cái kết là bị cô giáo phạt viết bản kiểm điểm luôn kìa. Trong giờ mà không nghe giảng lại làm việc riêng. Và làm việc đó thì chẳng khác nào bôi nhọ các nhân vật trong sách cả. Những nhân vật đó đều là những nhân vật tầm cỡ, xứng đáng để cho chúng ta học hỏi mà. Vì thế, bạn có sở hữu năng khiếu mỹ thuật thiên bẩm thì có vẻ đây cũng không phải là nơi để mình trổ tài được rồi. Vậy thì chúng mình cùng tìm thú vui khác khi đi học thôi nào. Bạn có bao giờ nghĩ được học chung với người nổi tiếng là cảm giác như thế nào không nhỉ? Chắc là khoái khoái chảy nước miếng lắm đây. Và mới đây, trong lớp học của một trường nọ, cô giáo đã bất ngờ tiết lộ thân phận thật sự của một bạn học sinh tên là Quốc Bảo. Uầy, bạn ấy thực chất là một người nổi tiếng khiến cả lớp không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Với gương mặt này, bạn có nhận ra bạn Quốc Bảo quen quen vì đã làm điều gì không? Bạn ấy từng đóng phim, bạn ấy từng làm người mẫu ảnh hay từng làm ca sĩ nổi tiếng? Uầy, hóa ra bạn Quốc Bảo chính là người mẫu ảnh từ hồi bé tí rồi đó nha. Và cụ thể, bạn ấy đã xuất hiện trên bao bì sản phẩm của tã Bobby mà các mẹ bỉm sữa hay dùng cho em bé đó. Trời ơi, quá là bất ngờ luôn. Thế mà mình cứ tưởng em bé trên hình là người nước ngoài chứ. Có khi chính mình ngày xưa cũng đóng tã bỉm Bobby của Quốc Bảo ấy chứ nhỉ. Mặc dù giờ Quốc Bảo đã khôn lớn, nhưng chúng ta có thể thấy những đường nét trên khuôn mặt bạn ấy với lúc nhỏ vẫn đẹp giống nhau phải không? Uầy, thôi thôi khỏi ngại ông ơi. Cô mà không nói thì cả lớp có ngủ mơ cũng không bao giờ ngờ được cậu bạn ngồi học cùng lại có quá khứ oách xỉ lách như thế. Một tràng pháo tay cho Quốc Bảo nào. Ngay lúc này, bạn hãy quay qua Super Soi nhà bạn thân của mình đi. Không biết chừng hồi đó bạn ấy cũng là người nổi tiếng mà giấu mình đó.
Thì tiếp tục chúng mình vẫn đi học, nhưng là chuyện ly kỳ về truyền thuyết bộ sách toán cô. Nếu các bạn thực lòng muốn biết thì Nhanh Trí sẵn sàng trả lời ngay. Lấy ngay bộ sách giáo khoa toán ra nào. Chuyện kể là lớp 1 có 3 bạn chơi thân với nhau và cùng nhau hay học bài. Đến lớp 2 có thêm một người bạn mới gia nhập hội này. Đến lớp 3 là con số 142 x 3 chia 3 là cuộc tình đơn phương của hội bạn. Một bạn nữ thích thầm bạn nam trong nhóm. Đến lớp 4, cô bé đơn phương ấy quyết định rời đi. Mảnh ghép hình tròn bị chia ra. Đến lớp 5, cô bạn ấy đã có người yêu. Bạn nam biết được tình cảm của bạn nữ và hai người yêu nhau. Truyền thuyết đó sinh ra từ những tấm bìa sách lớp 1 đến tận lớp 5 trên sách giáo khoa toán đấy các bạn ạ. Các bạn nghĩ truyền thuyết này có thật hay không nhỉ? Ôi, lại ly kỳ và bí ẩn quá, làm gì có thật cơ chứ? Bởi đây chỉ là một câu chuyện ảo ma Canada do một bạn xem phim ngôn tình quá 180 phút cộng thêm trí tưởng tượng vũ trụ đã nghĩ ra mà thôi. Bạn thấy câu chuyện này thế nào? Có thấy thú vị không nhỉ? Nó có xứng đáng để đem đi kể cho hội bạn biết không? Comment xuống bên dưới cho mình biết với nhé! Weng, đã đến giờ ra chơi rồi. Ở đây có bạn nào mê bóng đá không? Nhất định không thể bỏ qua đâu. Dù bạn có là chân sút cứ khôi thì có khi cũng bó tay với cái ca này đấy. Tại sao thẻ vàng và thẻ đỏ được sử dụng trong bóng đá? Để đảm bảo tính công bằng hay để làm đèn báo hiệu? Có thể thẻ vàng và thẻ đỏ xuất hiện rất nhiều, nhưng không phải bạn nào cũng biết điều này đâu. Thẻ vàng và thẻ đỏ được trọng tài giơ ra để đảm bảo tính công bằng minh bạch cho trận đấu. Bởi trước kia, từ tình huống phạm lỗi trong trận tứ kết World Cup 1966 giữa đội tuyển Argentina và Anh, một cầu thủ người Anh đã bị yêu cầu rời sân. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ đã khiến các cầu thủ người Anh không thể hiểu được quyết định của trọng tài người Đức, nên đã có một sự cố hy hữu hài hước xảy ra. Cầu thủ bị yêu cầu rời sân kia vẫn thi đấu chui thêm khoảng được 9 phút nữa cơ. What? Vi diệu luôn! Ông nào mà hiểu bóng đá thì phải hiểu rằng nó quá là vi diệu luôn ấy chứ. Thế nên sau tai nạn ấy, hệ thống thẻ đỏ và thẻ vàng đã được FIFA cho ra đời để đảm bảo tính công bằng đấy. Và còn một điều này nữa, biết ngay kẻo muộn các bạn ơi! Nếu như một trong số các bạn nào ngồi ở đây đã từng ao ước và khát khao trở thành một nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích thì giơ hai tay hai chân lên cao nào. Tuy thế, có một sự thật về các nàng công chúa sẽ khiến bạn bất ngờ nhiều lần đấy. Các nàng công chúa trong Disney có một điểm chung vô cùng bất hạnh. Theo bạn, đó là bị làm sao? Mồ côi mẹ, bị người khác hãm hại hay bị bệnh? Điều này chỉ những fan nào cực kỳ tinh tế và suy luận giỏi thì mới nhận ra thôi nhé. Mồ côi mẹ và bị kẻ xấu hãm hại là những điều mà công chúa xinh đẹp của chúng ta thường phải chịu, ví dụ như nàng Bạch Tuyết, Lọ Lem cho đến công chúa Tóc Mây chẳng hạn. Làm công chúa không phải lúc nào cũng sung sướng đâu các bạn nhỉ. Nếu bây giờ có một phép màu hiện ra, bạn sẽ lựa chọn cuộc sống ăn sung mặc sướng nhưng không có mẹ ở bên cạnh, hay là một cuộc sống bình thường thôi, đôi khi còn cả khó khăn nữa mà có mẹ ở bên? Bạn lựa chọn cái nào? Comment để xác nhận xem bạn là một người yêu mẹ đến mức nào nhé. Nhanh Trí chỉ thử thách trí não của bạn một chút xíu thôi. Còn bây giờ, Nhanh Trí sẽ show cho bạn một bí mật này cực kỳ lớn. Bạn đã chơi bài được bao nhiêu lâu rồi? Hay bây giờ vẫn chưa biết chơi thế? Đã biết bí mật này chưa? Trong bộ bài của chúng ta có một lá bài được truyền miệng rằng nó mang tai họa đấy. Điều này thật là bất ngờ và không thể nào không biết. Bạn hãy chọn một trong những lá bài sau đây nhé. Bà là xì bùa, đó là quân bài 9 rô. Quân bài này bị nghi ngờ có liên quan đến tai họa của xứ Scotland, một câu chuyện vô cùng ly kỳ ra đời. Nếu mà ai Sukarna bốc phải lá bài này là tập xác định sẽ gặp vận xui, có thể đó là họa sát thân. Có giả thiết cho rằng chính trên lá bài 9 rô, công tước Cumberland của xứ Scotland xưa đã viết lệnh tàn sát các tù binh bị thương sau trận Culloden. Những sự kiện này xảy ra vào khoảng năm 1700. Một giả thiết khác nói về sự u tối ám ảnh của lá bài 9 rô, đó là trong một kiểu chơi bài cho hoàng hậu xứ Scotland, bà Maria đề xướng, 9 rô được xem là quân bài chủ cần tìm kiếm và người dân Scotland thích chơi kiểu bài này đến nỗi nhiều gia đình tán gia bại sản cơ. Uầy, khó hiểu thực sự. Số 9 rô từ đó còn mang ý nghĩa tai họa.
Thật không ngờ, số 9 là con số mình hiểu là mang may mắn tài lộc. Ấy vậy mà trong bộ bài phương Tây lại ẩn chứa bí mật lớn đến như vậy. Thật trùng hợp, bây giờ cũng là câu thứ 9. Ui, sao lại có sự trùng hợp này khiến mình nổi da gà rồi đây? Theo sách xưa, truyền thuyết về đám cưới chuột kể rằng vợ chồng nhà chuột có cô con gái đã đến tuổi gả chồng. Thế là hai vợ chồng bàn nhau phải tìm nơi quyền thế để gả con. Cuối cùng đã quyết định gả con gái yêu quý cho một con chuột thành đạt. Ngày lành tháng tốt, chú rể đem theo đội kèn trống và bà con dòng họ hí hai hửng tưng bừng qua rước dâu. Cơ mà giữa đường thì gặp một con mèo tốt trà bá chặn đường. Chuột nhanh trí hối lộ mèo bằng cá và chim để mèo cho qua. Vậy không biết mèo sẽ quyết định như thế nào đây? Mèo sẽ nhận lễ và cho chuột qua hay mèo ăn thịt cả dòng họ chuột? Hồi hộp thật đấy, cuối cùng cái kết là mèo nhận lễ vật và cho dòng họ chuột đi qua. Hình ảnh chuột mang lễ vật đến dâng tặng cho mèo có ý nghĩa, có qua có lại, có phúc cùng hưởng. Đây là nguyên lý sống mà người Việt duy trì từ ngàn xưa đến tận bây giờ các bạn ạ. Cơ mà theo một số anh hùng cào phím có trí tưởng tượng tầm vũ trụ thì lại suy diễn ra một cái kết đầy bất ổn. Đó là mèo ta khi nhận lễ vật rồi sẽ tha cho dòng họ chuột. Nhưng không không, mèo lại đổi ý, ra tay sát hại cả dòng họ chuột một cách ghê gớm. Từ một đám cưới linh đình, bỗng chốc, màu đau thương. Ai là người đạo diễn cái phần creepy này vậy? Hú hồn, may đây không phải là sự thật, mà tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi. Bạn nào tin thì tin, mà không tin thì cũng tin. Để chúng ta cùng chuyển tới một bí kíp trong cuộc sống vô cùng đắt giá sau đây, để bạn lấy điểm trước mặt các phụ huynh đấy. Có phải trong bữa cơm bạn thấy các hạt cơm rất dễ dính vào thành nồi không? Mặc dù nồi đã quảng cáo là có một lớp chống dính bên ngoài, thế mà chẳng thấy chống gì mấy. Mỗi khi mẹ xài bát cơm là thấy cáu gì đâu. Dùng cái cọ son cứng thì xước hết, hỏng cả nồi lại bị ăn chửi. Nhanh trí có giải pháp cứu cánh cho những thanh niên hay phải nấu cơm rồi đây. Chọn ngay muỗng thứ nhất, muỗng thứ hai hay muỗng thứ ba để xới cơm mà không bị hỏng nồi nhỉ? Tên. Dĩ nhiên là phải dùng cái thìa xới cơm chuyên dụng rồi. Lý do nào mà nhà sản xuất lại đính kèm một cái thìa như thế này ở bên trong nồi cơ chứ? Các chấm tròn ở trên thìa cứng hơn rẻ mềm, nhưng nó không sắc như miếng cước sắt nên sẽ không thể làm hỏng nồi của chúng ta đâu. Sau khi ngâm nước cho mềm, dùng muỗng dí mặt có chấm tròn vào thành nồi và cạo nhẹ nhàng để cơm bong ra hết. Cuối cùng dùng rẻ mềm cọ sạch nồi cơm. Ta-da! Sạch bong sáng bóng mẹ ơi! Nhanh trí cá là nhiều bạn khi đọc xong bài viết này mới hiểu được công dụng của những chấm tròn nho nhỏ này. Hết thắc mắc rồi ha! Bây giờ mà bạn nào phải đi bắt cơm ngay thì áp dụng đi, vẫn chưa muộn đâu!